Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay 3 tháng 1 và ngày mai 4 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Kính thưa quý vị, trong 24 giờ qua thì Kiên Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao là lục địa tăng cường yếu, sau có cường độ ổn định. Thời tiết tỉnh Kiên Giang 24 giờ qua sáng có mưa trải mùa vài nơi, diện mưa tập trung tại khu vực Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, An Ninh và Gò Quao. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Dự báo hình thế thời tiết Kiên Giang 24 giờ tới, do ảnh hưởng bởi rìa phía nam áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại sau có cường độ ổn định rồi suy yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc và tiếp tục lấn về phía tây. Thời tiết Kiên Giang trong 24 giờ tới vào đêm có mưa nhẹ vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết cụ thể cho từng khu vực của tỉnh Kiên Giang. Thời tiết tại khu vực thành phố Đạch Giá mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió bắc đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ tại khu vực này dao động từ 23 cho đến 31 độ. Thời tiết tại khu vực của thành phố Hà Tiên có mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió bắc đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ tại khu vực này dao động từ 23 cho đến 31 độ. Dự báo thời tiết khu vực các huyện Kiên Lương, Giang Thành và Hòn Đức. Tại khu vực các huyện này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió bắc đến đông bắc cấp 2. Nhiệt độ tại khu vực các huyện này nằm trong khoảng từ 23 cho đến 31 độ. Dự báo thời tiết khu vực các huyện Châu Thành, Tân Hiệp và Dòng Riêng. Tại các khu vực này có mây thay đổi đến nhiều mây, vào đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gián đoạn và không mưa, gió bắc đến đông bắc cấp 2. Nhiệt độ tại khu vực các huyện này nằm trong khoảng từ 23 cho đến 30 độ. Dự báo thời tiết khu vực các huyện Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. Tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gián đoạn và không mưa, gió bắc đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ tại khu vực dao động trong khoảng 23 cho đến 30 độ. Thời tiết tại khu vực thành phố Phú Quốc. Tại khu vực này nhiều mây đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, gió bắc đến đông bắc cấp 3 có lúc cấp 4, độ cao sóng tại khu vực này là dưới 1 m biển bình thường. Thời tiết tại khu vực vùng ven bờ Kiên Giang, Nam Du và Phú Quốc Tại khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, vào đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gián đoạn và không mưa, gió bắc đến đông bắc cấp 3 có lúc cấp 4, độ cao sóng tại khu vực này là dưới 1 mét biển bình thường. Dự báo thời tiết khu vực Phú Quốc, Nam Du và Thủ Chu Khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gián đoạn và không mưa, gió bắc đến đông bắc cấp 3 có lúc cấp 4, độ cao sóng tại khu vực này là dưới 1 mét biển bình thường. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xin kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại